Hải Đăng xin chào bạn. Đây Hải Đăng giới thiệu các bạn ô câu cá Long Thần chiều dài 2m4 các bạn nhé. Và hãng Giang Tay Gong sản xuất các bạn nhé. Ô này 2 tầng các bạn. Đây vị trí các bạn để câu đây các bạn. Phần vị trí bạn được câu đây. Sau này bằng chân chạm ô sắt này bằng kim loại này các bạn. Xương bằng thanh carbon đặc các bạn. Đây là thanh carbon đặc. Khá chắc các bạn. Phi 8 gì đấy. Đây là phần bao và phần khung của ô. Đấy, khung giữa của ô đây bạn. Đây chân cắm và chân chống lật. Đây bên trong ô đây bạn. Xoay theo chiều đó các bạn. Đây, cái xoay này rút chân ra đây. Đây. Rút ra, đây. Nâng cao thấp vào chân. Đây phần hạ, đây các bạn. Đang sẽ các bạn này để xoay chiều của ô, chiều độ gục của ô đấy các bạn. Rồi, gục ô đấy. Đấy, mình xoay rồi gục ô. Ô này 2 tầng các bạn nhé. Rồi, nhìn 2 tầng, rõ 2 tầng luôn. Rất là rộng. Rồi, bây giờ Hải Đăng đã giới thiệu các bạn ô Long Thần chiều dài 2m4. Hải Đăng Fishing chào, hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Fishing.